Hoa hậu Mai Phương giải thích khi bị chê thiếu thanh lịch, vừa nhảy nhót vừa ngậm kẹo, muốn được là chính mình. Từ lúc nào mình cũng luôn luôn muốn làm một cái gì đó nó đúng với là chính mình, cá tính mạnh mẽ nhưng mà có lúc dịu dàng. Hoa hậu Mai Phương từ khi đăng quang cho đến nay luôn thể hiện mình là cô gái có cá tính, năng động và có thể linh hoạt trong nhiều phong cách khác nhau. Nhìn qua trang cá nhân của nàng hậu có thể thấy cô đăng tải nhiều bộ ảnh có tạo hình rất cá tính, đôi khi ma mị, chứ không gò ép mình vào hình mẫu lúc nào cũng dịu dàng thục nữ. Trong đêm giao thừa 2023, khi xuất hiện với tư cách khách mời của một chương trình âm nhạc với bầu không khí cực nóng cùng âm nhạc sập sinh, Mai Phương vừa ngậm kẹo vừa múa quạt rất điệu nghệ. Từ đây tranh cãi chính thức nổ ra với nhiều ý kiến trái chiều nhau. Nhiều khán giả cho rằng video ghi lại khoảnh khắc này diễn ra tại một show đại nhạc hội, vì thế việc hoa hậu Mai Phương nhảy múa là chuyện bình thường, cô quậy đúng nơi đúng chỗ và không vượt quá khuôn mẫu cho phép. Số khác lại cho rằng nàng hậu phải tiết chế bản thân lại, vì cô là đại diện của Việt Nam tại Miss World 2023, cuộc thi nhan sắc đề cao tính thanh lịch, dịu dàng và nhân ái ở các cô gái. Trước nhiều luồng tranh cãi nổ ra, hoa hậu Mai Phương có những chia sẻ nói lên suy nghĩ của mình. Cô cho biết, thứ nhất, mình muốn cảm ơn công ty chủ quản vì đã tạo cơ hội cho Mai Phương được là chính mình, một cô gái trẻ năng động, thực hiện được trách nhiệm của mình nhưng vẫn không quên giây phút rất gần gũi với mọi người. Cô là con người yêu âm nhạc cho nên việc nhảy múa khiến mọi người vui là chuyện bình thường. Mai Phương nghĩ mọi người hãy nhìn nhận nó theo một cách đúng đắn và tích cực nhất. Nàng hậu nhảy không có nghĩa là mình là người xấu và khiến cho mọi người vui, bung xõa không có nghĩa là sẽ lơ là trong công việc. Mai Phương là người rất rõ ràng trong việc chơi và làm, quan trọng nhất cô muốn nhấn mạnh bản thân luôn là chính mình. Khán giả Việt Nam dường như đã quá quen với hình ảnh hoa hậu sẽ là người luôn đoan trang, hiền thục và rất dịu dàng. Hình ảnh một đại diện nhan sắc quá cá tính, có đôi chút nổi loạn khiến cho người hâm mộ chưa thể tiếp nhận ngay được, vì thế dẫn đến nhiều tranh cãi không đáng có. Hoa hậu Mai Phương vẫn cố gắng trau dồi kiến thức, kỹ năng để có thể tự tin chinh chiến tại Miss World 2023 trong thời gian tới. Tháng 6 năm 2022, Mai Phương chính thức trở thành người kế nhiệm hoa hậu Lương Thùy Linh. Nàng hậu cũng không ít lần bị fan soi nhiều ồn ào, trong đó khung ảnh khi cách quốc ba cùng hoa hậu Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã tối chiều cao của mỹ nhân gốc Đồng Nai. Tuy nhiên cô lập tức đính chính, em là 1m7 nha mọi người, đừng ai tranh cãi nữa mà. 1m7 đã có bệnh viện Thái Lan kiểm chứng. Bên cạnh đó cô cũng bị nghi ngờ về trình độ học vấn khi thông tin chia sẻ với báo chí và trên hồ sơ khác nhau. Trước thắc mắc này, Mai Phương giải thích, sau khi tốt nghiệp trong thời gian chờ làm giấy tờ du học, tôi chọn thi vào hệ cao đẳng 3 năm và học gần nhà. Nhưng sau khi học xong, tôi muốn thi Miss World Việt Nam nên mới đăng ký học hệ liên thông lên đại học Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Nàng hậu gốc Đồng Nai giờ đây liên tục chiếm spotlight tại những sự kiện khi xuất hiện với diện mạo vô cùng ấn tượng. Cô chăm làm mới bản thân bằng cách thử nhiều phong cách thời trang, trang điểm khác nhau. Điều này đã tạo nên một Mai Phương khác biệt và nổi bật khi xuất hiện trước công chúng. So với hai người đẹp khác thuộc top 3 Miss World Việt Nam 2022, mỹ nhân sinh năm 1999 được ví như tắc kè hoa mới của Vbiz. Ngoài sắc đẹp, Mai Phương cũng nhận về nhiều lời khen có cánh cho sự đa tài, không chỉ góp mặt tại những sự kiện trong vai trò hoa hậu khách mời, người đẹp 9X còn đảm nhận vai trò MC, ca sĩ. Dù chưa tham gia sân chơi nhan sắc quốc tế, song Mai Phương đã cho công chúng thấy sự đáng gờm của mình. Không chỉ vậy, cô gái đến từ Đồng Nai còn sở hữu rất nhiều tài lẻ như đàn piano, chơi guitar, hát. Mai Phương đang là MC song ngữ từng xuất hiện trong nhiều chương trình của Việt Nam, điển hình là buổi lễ Homecoming khi hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên trở về nước. Cô cũng đang cộng tác với đài truyền hình Việt Nam, Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, còn từng là gia sư cho con trai của ca sĩ nổi tiếng Lệ Quyên. Lần giải thích này của hoa hậu Mai Phương phần nào giúp mọi người hiểu được tính cách của cô, cũng là cơ hội để khán giả dần chấp nhận một hình ảnh khác của cô, không chỉ gói gọn trong chuẩn mực dịu dàng thục nữ.